Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh New 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày. Nhà thiết kế Đỗ Mảnh Cường đáp trả gay gắt khi Antifan ném đá Lan Ngọc. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng bàn, bàn tán xôn xao trước sự việc đàn em gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Linh Chi bị cho là có thái độ không tôn trọng với Thủy Tiên. Mặc dù phía bà xã Công Vinh đã lên tiếng đính chính chỉ là hiểu lầm, tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Ninh Dương Lan Ngọc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc này, dù trước đó cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, đến thời điểm hiện tại, người đẹp vẫn tiếp tục bị chỉ trích, thậm chí có cả hội anti fan được lập ra. Trong lúc Ninh Dương Lan Ngọc bị chỉ trích, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã lên tiếng bênh vực người đẹp trên trang cá nhân. Cụ thể, khi có người bình luận nhắc về chuyện Lan Ngọc có thái độ bị cho là thiếu lễ phép, không chào hỏi mà thậm chí còn liếc thủy tiên, Đỗ Mạnh Cường đã lập tức đáp trả: anh đề nghị người này hãy tự lo chuyện của bản thân, sống tốt cuộc sống của mình và gọi họ là những người khóc mướn. Chưa dừng lại ở đó, khi bị phản bác lại rằng hành động của Đỗ Mạnh Cường cũng đang được cho là khóc mướn Ninh Dương Lan Ngọc. Anh cho biết, anh không khóc dùm ai em nhé, anh lịch sự thì trả lời em thôi, tự dưng em vô, nói rồi kêu người ta khóc dùm, em tự block, chặn anh hay để anh block em đây. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 2020, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã cho ra mắt thương hiệu thời trang, Bên cạnh đó, anh cũng chính thức công bố Ninh Dương Loan Ngọc sẽ là gương mặt đại diện cho thương hiệu của mình. Nói về người mình chọn, anh cho biết Ngọc là đại diện cho hình ảnh quý cô thành thị sang trọng cuốn hút. Về đẹp hiện đại nhưng thanh thoát ngọt ngào của cô ấy là nguồn cảm hứng lớn cho việc ra đời những trang phục dành cho phái đẹp. Ngọc cũng gắn liền hình ảnh với phong cách tối giản, sang trọng. Có thể thấy, chỉ riêng trong công việc, dường như cả hai nhân vật này có mối quan hệ hết sức gắn bó. Trong bộ phim gắn liền với tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc, Gái già lắm chiêu, Đỗ Mạnh Cường cũng là một trong số những nhà thiết kế tạo nên loạt trang phục thời thượng bắt mắt. Ngay từ phần 1 của phim, anh đã đồng hành với vai trò nhà thiết kế thời trang, người góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho phần nhìn. Ngoài ra, Đỗ Mạnh Cường và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Điển hình nhất, trong một lần Ninh Dương Lan Ngọc chúc sinh nhật bố mẹ của cô thì Đỗ Mạnh Cường cũng tham gia bình luận để gửi lời chúc đến người thân của Lan Ngọc điều này chứng tỏ rằng cả hai có mối quan hệ khá thân trong công việc lẫn cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất của trong ngày đến từ khai News 24 giờ nhé.